Con ruột chia sẻ việc đi học hát sau 8 tháng Phi Nhung mất, liệu có nối nghiệp cố ca sĩ. Mới đây trên trang cá nhân của mình Wendy Phạm đã có bài đăng gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Theo đó cô đăng tải hình ảnh bản thân đang luyện tập ca hát, kèm theo đó là dòng trạng thái. Wendy không bao giờ nghĩ là mình sẽ học hát, cả nhà muốn coi thử không vậy. Ngay dưới phần bình luận khán giả và cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước hành động của Wendy Phạm. Nhiều người gửi lời bình luận động viên và tích cực khi con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung đã thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới. Không ít người còn mong muốn cô nàng có thể nối nghiệp ca hát của Phi Nhung. Tuy nhiên đó chỉ là mong muốn nhỏ nhoi từ phía khán giả. Con gái ruột Phi Nhung hiện tại vẫn có công việc riêng và đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Có thể thấy việc Wendy Phạm đi học hát chỉ là một sở thích cá nhân của riêng cô nàng. Một số bình luận dưới bài đăng, Wendy tuyệt vời lắm cố gắng lên con nhé. Sống trên đời này không gì là không có thể. Huống chi Wendy đã thừa hưởng những cái đẹp từ mẹ Nhung rồi nè, cố lên. Chúc Wendy Phạm hát thành công trong show mơ ước của mẹ Nhung nhé. Rất muốn xem Wendy ơi, Wendy hát bài mẹ là quê hương chị nghe đi nghe lại hoài luôn đó Wendy. Wendy hát là cả Việt Nam fan hâm mộ của Wendy luôn. Chúc Wendy học hát thành công trên con đường nghệ thuật như mẹ Phi Nhung nhé.